Điểm tin cuối ngày, ngày 24 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị M.T., sinh năm 1996 để điều tra hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Từ lời khai của T, công an cũng tra được một đường dây sản xuất, sử dụng hình ảnh khiêu dâm tung lên mạng Internet để kiếm tiền gây bức xúc dư luận. Được biết, tối ngày 31 tháng 7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 1 phút 36 giây ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ ngồi trên xe gắn máy có hành động cởi bỏ nội y ngay giữa cầu Trường Tiền. Ngay lập tức, nhanh chóng vào cuộc, điều tra và xác định, nhân vật chính trong clip phản cảm nói trên là T. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu T khai nhận mục đích của hành vi cởi đồ và quay clip trên cầu Trường Tiền rồi phát tán lên mạng xã hội là để kiếm tiền. Trước đó, vào khoảng tháng 5 năm 2021, T đã đăng nhập vào một trang web khiêu dâm của nước ngoài rồi đăng ký làm thành viên. Sau đó, T tạo tài khoản trong trang web này để đăng tải các clip quan hệ với bạn trai, clip và ảnh khiêu dâm của T tự làm. Nhằm tăng lượt người xem các clip và hình ảnh, T đã cắt nhỏ clip thành các đoạn ngắn để đăng tải lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Đồng thời, T ghim sẵn đường link full vào tài khoản mạng xã hội của mình để dẫn dụ, hướng khách hàng kích hoạt sang trang web khiêu dâm một cô gái này đã đăng ký thành viên. Với thủ đoạn như trên, người dùng nếu muốn xem các clip đầy đủ của T buộc phải đóng phí 10 USD mỗi tháng. Cứ 10 USD mà người dùng đóng vào, T nhận được 8 USD, quản trị viên trang web nhận 2 USD. Được biết, từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, T đã tạo 54 clip, 76 ảnh và đăng lên tài khoản trang web để thu số tiền bất chính 140 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện loại tội phạm này. Nó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đi ngược với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt. Hậu Covid-19, bệnh nhân suýt tử vong vì cục máu đông ở tim và phổi. Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 60 tuổi nhập viện cấp cứu vì đau ngực, khó thở. Ông đã mắc Covid-19 trước đó và tự điều trị tại nhà, không dùng thuốc kháng đông. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thuyên tắc phổi kèm huyết khối trong nhĩ phải. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhân đột ngột ngưng tim. Bác sĩ nhanh chóng khởi động hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể nhanh nhất, cứu vãn tình thế thiếu máu não, tim và các tạng. 96 giờ sau mổ, bệnh nhân mới phục hồi. Các bác sĩ nhận định, khi nhiễm Covid-19, bệnh nhân có tình trạng tăng đông máu, nhất là hệ thống mạch máu phổi, gây tắc nghẽn các mạch máu. Với bệnh nhân hậu Covid-19, tình trạng tăng đông vẫn còn dù giảm so với trước đó. Nguy cơ hình thành các cục máu đông trong lòng mạch gây thuyên tắc mạch máu chi, mạch máu tạng và mạch phổi có thể xảy ra và nguy hiểm nếu không kịp can thiệp. Do đó, bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh cần cảnh giác với các triệu chứng đau tức ngực, khó thở, mặc dù trước đó chưa từng bị mắc bệnh tim. Đại tá, bác sĩ Phan Hồng Phúc, giám đốc bệnh viện quân y 120, cục hậu cần quân khu 9, đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cho biết bệnh viện đã thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, trừ trường hợp bệnh nhân là quân nhân. Thời gian tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu để ưu tiên xử lý ổ dịch Covid-19, dự kiến ít nhất 15 ngày, tính từ ngày 23 tháng 12. Về nguyên nhân, bác sĩ Phúc cho biết tại khoa cấp cứu ban đầu của bệnh viện vừa phát sinh ổ dịch Covid-19 với 5 ca nhiễm. Hiện tại, nguồn nhân lực của bệnh viện rất khó khăn do phải tăng cường cho bệnh viện dã chiến số 6 tỉnh Tiền Giang và bệnh viện tại các tỉnh khác theo điều động của quân khu 9. Vì vậy, tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu để xử lý ổ dịch. Theo ban giám đốc bệnh viện quân y 120, hơn 6 tháng qua, bệnh viện thực hiện 3 tại chỗ. Tất cả nhân viên phải ở lại bệnh viện, trường hợp nào khó khăn, cần thiết mới được phép về gia đình, nhưng khi trở lại đơn vị phải cách ly y tế. Từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12, mỗi ngày Tiền Giang có gần 2.000 ca mắc Covid-19 mới, cao gấp 3 lần số ca nhiễm trung bình ở giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 tại tỉnh này hồi tháng 8-9 vừa qua. Trước đó, từ ngày 14 tháng 11, Sở Y tế Tiền Giang có văn bản hướng dẫn các địa phương xem ca dương tính với Covid-19 qua test nhanh là người nhiễm Covid-19 và có hướng dẫn điều trị, cách ly y tế tại nhà đối với ca nhẹ, không triệu chứng.